bạn trở lại với kênh của Tóc Xù Vita nhé. Các bạn thường tự hỏi là không biết vì sao những cao thủ, những người chơi đàn giỏi lâu năm họ có thể đánh được những cái câu solo và họ chạy liên tục và nốt ở đâu ra dữ vậy, câu cú ở đâu ra. Thì hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chơi cái bài tập, đó là bài tập về ngũ cung. Đây là nền tảng để mà các bạn có thể solo, các bạn chơi lót câu, các bạn đệm hát, áp dụng vào đệm hát. Các bạn lót câu, các bạn chạy nốt, các bạn đánh giai điệu rất là dễ dàng. Mà thật ra nó dễ dàng thì cũng không phải là dễ dàng lắm. Mà muốn dễ dàng thì mình phải luyện tập nó. Mình tập nó mỗi ngày. Đến một thời gian nào đó mình thẩm thấu được cái tiết tấu, cái nốt ở trên đàn, mình nhớ nốt. Thì lúc đó mình tập nhiều thì tự nhiên câu mình sẽ có. Rồi mình sẽ quen tay, mình sẽ lẹ, mình sẽ nhảy bắn. Đó, chứ không phải là tự nhiên mình tập có một xíu rồi mình sẽ được ha. Bài tập ngũ cung là cái tiền đề và cái đơn giản nhất. Nó sẽ tạo ra cho các bạn nhiều thứ khác nữa để các bạn có thể tăng level chơi đàn của mình ha. Nếu bạn thấy video này thú vị thì nhớ đăng ký kênh nhé. Hãy bấm vào nút like và để lại bình luận nhé. Điều đó chắc chắn nó sẽ giúp ích cho Tóc Xù rất là nhiều. Cảm ơn các bạn. Rồi, mình hay nói về ngũ cung như vậy, mình định nghĩa ngũ cung là gì? Như vậy, ngũ cung là một cái âm giai, nó chỉ có 5 nốt. Các bạn nhớ nha, nó chỉ có 5 nốt thôi. Nó được cấu tạo thành bởi cái âm giai trưởng. Nó sẽ sử dụng cái bậc 1, bậc 2, bậc 3, bậc 5 và bậc 6 của âm giai trưởng. Như vậy, thì chúng ta có 7 nốt nhạc của phương Tây ha, 7 nốt nhạc Đồ, Rê, Mi, Fa, Son, La, Si, Đô. Đúng không ạ? 7 nốt nhạc như vậy. Thì bây giờ các bạn, mỗi nốt nhạc nó tương ứng với một bậc. Thì các bạn bỏ cái bậc 4 và bậc 7 đi thì chúng ta có ngũ cung. Như vậy chúng ngũ cung là chúng ta 5 nốt. So với nhạc phương Tây thì họ có 7 nốt. Đó. Và cái ngũ cung này ở Việt Nam thì sẽ sử dụng rất là nhiều trong cái dân ca. Các bạn thấy ha, trong dân ca là sử dụng ngũ cung rất là nhiều ha. Ví dụ mình đánh này. Nó gồm 5 nốt thôi các bạn, là đô, rê, mi, son, la, đô, rê, mi, son. 5 nốt và lặp lại như vậy hoài. Như vậy các bạn cứ đánh thuộc như vậy thì các bạn sau này các bạn có thể sáng tác nhạc, các bạn có thể chơi solo, các bạn có thể là tìm được cái giai điệu của bài hát nó dễ dàng trong phạm vi 5 nốt và trong phạm vi cái con đường các bạn đã tập rồi. Nên mình ví dụ ha, ví dụ cái bài đó nó nằm hết trong scale này. Đó, chim trắng mồ côi không, nó nằm hết trong scale mà mình sẽ tập như vậy này. Thì tìm nốt rất là dễ. Mi la la do la son re, re mi la mi mi do mi 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 son re mi. Đó. Đó nên các bạn thấy nghe cái dân ca là các bạn sẽ hình dung ra ngũ cung. Ngũ cung nó sẽ nghe dân ca nó hay rất là dùng ngũ cung nha. Như vậy là các bạn thấy được tầm quan trọng của ngũ cung rồi thì bây giờ chúng ta bắt đầu tập ngũ cung nha. Ngũ cung thì bây giờ chúng ta tập la thứ. Và chúng ta dùng được đô trưởng, hai cái giọng này song song với nhau. Chơi la thứ và sẽ là đô trưởng luôn. Rồi sau đó các bạn chơi la thứ được rồi, các bạn sẽ chơi được si thứ. Vì nó giống nhau y chang, các bạn chỉ cần dịch cái thế tay đi thôi. Nên không cần tập nhiều tập la thứ và đô trưởng như hôm nay thôi. Như vậy là trong này chúng ta có la thứ và đô trưởng. Chúng ta ở trên cần đàn này chúng ta có 5 cái thế, 5 cái vị trí. Các bạn chơi được hết rồi thì các bạn sẽ nhớ hết nốt của cần đàn nhé. Như vậy là vị trí đầu tiên 3 ngang đầu. Rồi các bạn để thế mẫu vô là cái kỹ thuật móc dây này. Đó, móc dây là ngón cái móc 3 dây trên, ba ngón còn lại là móc một ngón mỗi dây. Thì chúng ta sẽ tập với kỹ thuật móc dây luôn nha. Đó, thế mẫu như vậy chứ đừng để dày, đừng để dày nhé. Đó, rất là xấu tay ha. Rồi mình làm rất là chậm, các bạn đi mà nó nhanh quá các bạn tua lại nha, rất dễ dàng. Rồi bây giờ chúng ta có 5 nốt rồi, các bạn nhìn màn hình ha, chúng ta có là đô, rê, mi, son ha, là đô, rê, mi, son, la, đô. Rồi lặp lại rồi đó, là đô, rê, mi, son. Ok. Rồi bây giờ chúng ta ở thế của 3 ngang đầu. Thế thứ nhất chúng ta sẽ bắt đầu từ nốt mì nha các bạn. Chúng ta bắt đầu nốt mì, không bắt đầu từ nốt la ha. Nốt mì, vì dây 6 nó đang ở nốt mì này. Rồi chúng ta có mì, dây buông rất là chậm nha, rồi mình không làm lại nữa. Rồi nốt tiếp theo là nốt son, mì tới son.
Vì sao không phải mì tới pha mà mì tới son? Vì nốt pha không có. Nốt pha không có trong trong cái ngũ cung này ha. Trong La Thứ không có nốt pha ha. Như vậy chúng ta có mì, son, ngang ba. Rồi, các bạn đơn giản đúng không? Rồi, chúng ta có mì, son rồi. Chúng ta qua như năm là đô. Vì sao không qua là si, đô? Bỏ nó si đi nha. Ở đây trong ngũ cung tông La Thứ nó không có nốt si. Như vậy chúng ta có mì, son, la, đô. Rồi, đấy vậy thôi. Các bạn mà không nhớ nốt la đâu, nốt đô đâu thì bắt buộc các bạn phải tập lại cái nốt trên ba ngăn nhé. Chứ ở đây mình không có làm chậm nữa ha. Rồi, chúng ta có la đô rồi. Tiếp tục là gì? Rê, dây buông, mi. Đây ha, mình làm rất chậm. Rê là dây buông dây 4, mi là ngón số 2. Rồi các bạn để ý cái ngón của mình luôn nha. Rồi. Son dây 3. Rồi la dây 3 ngang 2. Rồi, tiếp tục đô dây 2 ngang 1. Rê dây 3 dây 2 ngang 3. Rồi mi son. Rồi, chúng ta làm lại rất chậm nha. Mi son la đô rê mi son la đô rê mi son. Rồi các bạn đánh ngược lại. Son mi rê đô la son mi rê đô la son mi. Các bạn phải tự tua chậm lại để các bạn đánh thuộc được nốt như vậy rồi. Rồi các bạn áp dụng với móc dây cho quen. Rồi sau đó chúng ta sẽ bắt đầu đánh nhanh và bỏ nhịp vô ha. Mi son la đô rê mi son la đô rê mi son son mi rê đô la son mi rê đô la son mi. Cứ như vậy liên tục. Đó rồi cứ quay lại ha. Các bạn đánh đầu là đánh tăng tốc lên. Như vậy là chúng ta có được một cái thế ngũ cung của La Thứ và Đô Trưởng. Rồi bây giờ nó là làm sao? Bây giờ các bạn La Thứ thì các bạn dùng ở nốt La thì nó là La Thứ. Ví dụ mình đánh nè, La mi son La Đô Re mi son La. Đó, mình dùng cái La Thứ, mình để họ La Thứ vô nó là ngũ cung La Thứ thôi. La Thứ. Còn các bạn dừng ở đô trưởng, ở dừng ở nút đô, nút gốc là nút đô thì nó là đô trưởng, vậy thôi. Mình dừng ở nút đô nó là đô trưởng ha. Đó, đô rê mi đô mình bỏ đô trưởng thì nó là đô trưởng. Các bạn cố gắng nha, mỗi ngày các bạn tập cho mình một hoặc hai, một thôi, một cái thế, rồi các bạn đánh cho nó thuộc, thiệt là thuộc, rồi các bạn mới qua. À, hôm sau lại mở kênh của Tóc Xù vô tập thế thứ hai nhé. Rồi. Bây giờ thế thứ hai rất là chậm. Chúng ta bắt đầu ở ngăn số 3 nha. Ngăn 3, ngăn 5. Ok, như vậy chúng ta thế thứ hai thì bắt đầu từ nút sòn. Như vậy chúng ta có nút sòn. Các bạn để ý cái ngón của mình luôn nha, xếp ngón luôn y như vậy. Tại vì khi các bạn mà chơi quen rồi, các bạn feel á, các bạn chạy nhanh á thì các bạn mà không đánh đúng ngón mình xếp á thì nó bị loạn, nó không có nhanh được. Như vậy chúng ta có nút sòn. Ngón số 1 ngăn 3 nha. Các bạn đánh chứ đừng có nhớ 3 năm rồi nó cũng mệt ha. Bây giờ nhớ 3 năm cũng được, nhưng mà sau này đánh chơi được rồi thì cố gắng nhớ nốt luôn. Rồi sòn, đánh và đọc nốt lên. Đấy, đơn giản không? Rồi tiếp theo là ngón 3 ngăn số 5 nha. Đây chúng ta có sòn là. Rồi nốt tiếp theo xuống dưới luôn, ngăn vẫn là ngăn 3, đô rê. Được chưa? Sòn là đô rê ngăn ngón 1 và ngón 3 hết nha. Sòn là đô rê tiếp tục nha. Mì cho các bạn nhích về ngón 1 về ngăn số 2 nha, dây số 4. Mì sòn. Rồi chúng ta có nút son là ngón 4 nha, các bạn thấy không? Ngón 4 ngăn 5 luôn nha. Mì sòn. Rồi tiếp tục y chang thế dưới là dây số 3 ngăn 2 luôn. Đô dây số 3 ngăn 5 luôn à. Rồi chúng ta làm lại nha.
son la do re, nhảy về ngang hai em đi, son la do, rồi chúng ta lại nhảy về ngang số 3 nha, re dây số 2, rồi mi, chúng ta dùng ngón 1 và ngón 3 luôn nha, re mi, rồi son la, được không ạ? Re mi son la, thì các bạn nhớ cái kiểu dạng hình của nó sẽ là cái gì? 1 3 1 3 ha, 1 4 1 4 1 3 1 3 ha, ngang 3 5 3 5 2 5 2 5 3 5 3 5, đó, nhớ kiểu như vậy thì nó quen tay. Đó là cái mẹo để dễ nhớ thôi, còn bắt buộc là các bạn phải đọc nốt nha. Rồi các bạn đọc nốt, đánh hoài, tự nhiên mình đánh nó sai cái vị trí, mình nghe nó kỳ quá, cái âm thanh bị phô, bị trên quá, là lúc đó các bạn dần cảm âm được. Nó cảm âm nó cũng tập từ những cái này thôi chứ đâu có gì khác đâu ha. Rồi chúng ta làm lại tròn trịa ha. Son la do re mi, son la do re mi son la. Rồi các bạn đi ngược lại. La son mi re do la son mi re do la son. Rồi cứ vậy mà đi. Cứ vậy mà tập. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã có scale la thứ ngũ cung ngay ngăn số 3 và số 5 ha, ngay ngăn số 3, thế thứ hai. Bây giờ chúng ta sẽ qua thế thứ ba nhé, ngăn số 5 nha các bạn. Thế thứ ba ngăn số 5. Chúng ta sẽ có nốt la ở đây. Ok, chúng ta có này mì pha này, pha qua son này, son qua la này, ngăn số 5 nha. Như vậy là cũng rất là chậm rãi. La, các bạn để ý cái ngón luôn nha. Rồi đô, như vậy chúng ta có ngăn 5, ngăn 6, ngăn 7, ngăn 8. Như vậy nốt đô là ngăn 8 nha. La, đô, chú ý ngón 4 luôn nha. Rồi tiếp tục xuống dưới, rê, ngăn số 5 luôn nha. Mi, chúng ta có ngăn 7, ngón số 3. La, đô, rê, mi. Rồi tiếp tục là gì? Son, la, vẫn là ngăn 5 và ngăn 7 nha. Đô, rê, ngăn 5, ngăn 7 luôn. Mi, son, rồi lúc này là ngăn 5, ngăn 8. Vẫn là ngón 1, ngón 4. Rồi la, đô. Như vậy cái thế này dễ nhất nè. Cái thế này các bạn thấy nè. 5, 8, 5, 7, 5, 7, 5, 7, 5, 8, 5, 8. Được chưa? Như vậy là dây 1 là dây 1, dây 2, dây 3 là 5, 8. Còn 3 dây còn lại là 5, 7. Cái thế, tức là cái ngăn á, ngăn 5, ngăn 7 á, nha. Rồi, đọc nốt và đánh thôi, rất dễ dàng. La, đô, rê, mi, son, la, đô, rê, mi, son, la, đô. Rồi, ngược lại. Đô, la, son, mi, rê, đô, la, son, mi, rê, đô, la. Rồi, các bạn mà đánh, đánh nhanh lên. Các bạn kết la thứ thì nó sẽ là la thứ, hoặc là các bạn kết chỗ đô là các bạn là được đô trưởng vậy thôi, được chưa? Đó, như trong cái này thì các bạn đánh thuộc lòng như vậy rồi thì chúng ta sẽ tìm nốt một bài hát rất là dễ ha. Nó nằm ở trong scale hết rồi, nằm trong cái đường mình đi rồi. Ví dụ dấu mà có thêm một vài nốt mí mí cao thì bắt buộc xuống đây thôi, còn lại nó cứ vòng vòng ở trong đây thôi ha. Đó, các bạn cứ tập thuộc cái đường đi của nó, cái ngón tay nó quen, rồi sau này mình sẽ có những cái bài tập để mà chúng ta tạo thành cái câu
ha, rồi mình chơi ngẫu hứng nó dễ ha, chứ không phải là cứ lúc nào cũng đi từ trên dưới rồi từ dưới lên nó không có câu cú gì hết. Thì ví dụ mình tập ra, ví dụ đó là tạo thành được cái intro rồi ha, đó đại loại vậy đó. Nó sẽ có những cái bài tập đó để chúng ta có được câu và chúng ta chơi đó, sẽ có những câu chứ. Ok ha, vậy chúng ta sẽ qua thế tiếp theo, thế thứ tư. Thế thứ tư nó sẽ bắt đầu từ nốt đô nha các bạn. Đó, hồi nãy chúng ta có thế năm là nè, rồi chúng ta xuống qua đô, nhích qua đô. Rồi cho bạn cái ý chú ý ngón nha, đô là ngón một luôn nha, đô. Rồi rê. Đô chúng ta đang có ngăn số mấy đây? 5 6 7 8 ngăn 8 và ngăn 10 nha. 8 10. Rồi, đô rê mi. Mi là chúng ta nhích về một ngăn là ngăn 9 nha. Rồi son. Mi son nha, chúng ta có ngăn số 10 nha. Mi son. Ngón 1 và ngón 4 nha, các bạn chú ý lại nè. Đô ngăn 1, à xin lỗi ngăn 8, ngón 1. Rê ngăn 10 ngón 3. Mi ngăn 7. Son ngăn 10. Rồi tiếp tục la, vẫn là ngăn 7. Đô vẫn là ngăn 10. Chú ý cái ngón nha, nhìn cái ngón nha. Rồi rê vẫn là ngăn 7. Mi lúc này là ngăn 9 nha. Rê mi ngón 3 ngăn 9. Rồi tiếp tục son. Rồi các bạn để ý cái ngón này nha. Son, son là ngăn ngăn 8. Thì chúng ta lấy ngón 2 đánh nha. Rồi la, ngăn 10 là ngón 4 nha. Chúng ta có chỗ này nè. Rê mi son la, thấy chưa? Rê mi son la. Rồi. Rồi xuống dưới luôn, đồ rê luôn. Rồi đồ là ngón 2 luôn nha. Chúng ta có ngăn 8. Rê là ngăn 10. Được chưa ạ? Rồi, chúng ta làm lại rất chậm nha. Đô rê mi son la. Đô rê mi son la. Đô rê. Ngược lại, rê đô la son mi rê đô la son mi rê đô. Các bạn kết ở đô trưởng thì là đô trưởng ha. Rồi chúng ta đánh nhanh lên. Rồi chúng ta qua thế thứ năm, bắt đầu từ nốt rê. Hồi nãy là đô, bây giờ qua rê. Thế thứ năm nha. Rê ngăn số 10. Mi 12. Các bạn chú ý ha, cái phím sát cái thùng đàn là phím ngăn số 12 đó nha. Rê mi ngăn 12 nha, 10 12. Rê mi là cái gì? Son la cũng 10 12 luôn. À. Đô rê. Rồi như vậy ba cái ngăn này là 10 12 hết ha. Rê mi son la đô rê, dễ không ạ? À? Rê mi son la đô rê cũng là 1 3 hết nha. Rồi, xuống đây là về 10 ngăn 11 nè. Mi son khác xíu ha. 1 với 4. Được chưa? Mi son 4 là ngăn 12. Rồi, la lại nhảy về ngăn 10. À. Hồi nãy đây là ngăn 9 nha các bạn, xin lỗi ha. Cái nốt mi là ngăn 9 nè. Rồi tới này là ngăn 10 trở lại nè. Mi là la đô. Đó là đô là ngăn số 13 nha. La đô ok. Rồi, rê mi làm
10, 11, à 10, 12 nha. Đó, 10, 12. Rồi, chậm lại ha. Rê, mi, son, la, đô, rê, mi, son, la, đô, rê, mi. Rồi, ngược lại. Mi, rê, đô, la, son, mi. OK. Rồi các bạn, nếu mà nhanh quá thì các bạn tua lại nha. Chỗ này các bạn cố gắng nhớ cái vị trí nó hay đảo chạy lên xuống nè. Re mi son la do re, cái này là dễ rồi đúng không? Rồi cái này nè, nhảy về một ngăn. Re nha. Mi son, được chưa? Thấy chưa? Rõ ràng ha. Rồi nhảy lại, nhảy xuống. Đó. Đó. Rồi như vậy chúng ta có được 5 thế. Rồi việc của các bạn là đánh cho thật nhuần nhuyễn các cái thế này ha. Rồi sau này chúng ta đánh quen rồi, chúng ta sẽ có bài tập để chúng ta nối giữa các cái thế lại. Đó, các bạn cứ chạy lên chạy xuống và chúng ta sẽ nối lại nha. Nhưng mà trước khi nối thì các bạn phải tập cho nó ok đã nhé. Rồi, hãy nhớ một điều là không có ai solo nốt tốt hoặc là đánh nốt tốt, đánh giai điệu tốt, lick tốt ha, hoặc là lót câu tốt, chơi đệm hát rất là tốt mà không có qua bài tập ngũ cung này ha. Nên các bạn phải cứ mà tập thôi. Rồi, chúc các bạn tập tốt nhé. Chúng ta hẹn lại ở video sau nha.